một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh. Đó là chân trời hay là mưa cuối trời? Vâng, đó là giọng ca của Gia Hân. Thưa quý vị ban giám khảo, với giọng ca này thì đã mang lại cảm xúc như thế nào ạ? Mời Nhật Kim Anh. Với em thì cái giọng bạn rất là lãnh lót, và em nghĩ rằng là với một cái giọng ca này thì anh có thấy là hơi hơi thiên hướng về Thùy Chi đó anh, ca sĩ thì Thùy Chi. Thì bạn ấy đang hát một cái bài mà Thùy Chi rất là nổi tiếng mà. Em thấy là cái giọng bạn cũng hơi na ná với cái bạn đó. Có khi nào... Dạ nhưng mà cái giọng của em nó khác ấy chị ạ. Trời ơi. Giọng em mới nói như thế này chị à. Chị Kim Anh chỉ có nghĩ là em có hát giống chị Thùy Chi không ạ? Sao lúc nãy sang trọng lắm em, nó lãnh lót lắm. Mọi người đang du dương luôn. Em lên tiếng chị cũng hơi hết hồn. Giống như nãy giờ đó em đang ru người ta đang chuẩn bị chìm vô cái giấc ngủ trưa rồi. Em nói cái tỉnh ngủ luôn. Vậy luôn. Đó anh. Em thì nghĩ là bạn có vẻ đang cố đánh lừa mình bằng cách là hát một cái bài nhẹ nhàng như Thùy Chi. Chính vì những cái ngân của bạn, em có linh cảm là bạn sẽ hóa thân thành những cô ca sĩ gọi là rất là kỹ thuật về luyến lấy, như là kiểu chị Vân Khánh nè, của cô Hương Lan nè. Nhưng mà các bạn ơi, đừng nhìn cái bề ngoài và đừng nghe cái bài hát đầu tiên, mà chúng ta sẽ đánh giá rằng cái bạn thí sinh sẽ hóa thân thành một ai đó có cái giọng tương tự lắm. Kim Anh ơi, em lầm Kim Anh ơi. Vậy là khác hoàn toàn luôn hả? Vậy bạn hát rock luôn. Trời to. Đấy là điều em đang tính nghĩ tới anh Trung à. Tại sao bạn hát một cái bài nhẹ nhàng như vậy mà bạn lại phải uống xù tóc lên? Bạn xù tóc rồi, đúng rồi, hay quá vậy ta. Chuẩn bị vô cái tiết mục bùng cháy hơn. Em ơi, chương trình mình tên gì? Biến hóa bất ngờ. Nếu bây giờ không bất ngờ thì lấy cái gì để gọi là chương trình này, đúng không? Dạ, nhiều khi nằm ngoài cái sự phỏng đoán của ban giám khảo thì sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần hóa thân ngoạn mục của thí sinh đầu tiên, Gia Hân. Giữa mắt tư hoa tôi nghe nghe câu hò nghe tình ơi câu hò xứ sở sao thắm đượm tình quê. Chiều mắt tứ hoa rừng dường như trầm lặng mà nghe
câu dòng răng hết giận rồi thương. Ơi cô họ quê hương em hát chiều này sao mà thương mà nhớ tiếng hát em vút cao mây lặng lặng cúi đầu. Điều hò sông nước lưu luyến tình đất nước gợi lên hình của bác lúc tìm về Lê Ninh. Ngày xưa mẹ ru anh bằng câu hò xứ sở điều vì dòng quê mình chẳng mà thương mà nhớ. Anh qua bao miền quê cô hò theo chân bước chiều này nghe em hát mà bồi hồi con tim. Giống tim của tôi giống giống quá. Wow. Ngân lên răng thương nhau cho tròn răng quá cơn lần đần mới hiểu tận lòng nhau. Ơi câu hò xôn xao em hát chiều nay sao mà yêu mà quê hát nữa đi hơi em cho vòng đất trời điều hò sông nước tha thiết tình đất nước đầm nghĩa tình sau trước với bè bạn nằm châu. Ngày xưa người ra đi bằng câu hò vì sao tìm khắp bốn phương trời con đường lên nó ấm. Hôm nay trên đường đi sáng ngời theo chân bạc càng ngầm vang câu hát càng thắm tình nước một tiếp hay quá giống quá luôn á. Căng thắm tình nước nghi tuyệt vời phải không ạ? Nam Cường ở bên dưới nghe giọng bạn cất lên là thấy ủa sao mà giống quá vậy. Tại vì đây là một trong những giọng ca mà Cường vô cùng yêu mến khi mà mình còn bé nghe cô nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hát rồi. Vì sao Gia Hân lại lựa chọn nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là hình tượng để mình hóa thân? Thật ra là em là một người con của quê hương Quảng Trị ạ, và cái mảnh đất miền Trung của mình thì với làn điệu dân ca thì nó như là đặc sản văn hóa vùng miền rồi. Và cô Thu Hiền em rất là trân quý, rất là yêu mến. Đối với em thì dòng nhạc dân ca khi mà cô Thu Hiền hát thì nó mang một cái màu sắc rất là đặc biệt, rất mộc mạc, rất ngọt.
ở trong phim trường của mình có một người tìm hiểu cô Thu Hiền rất 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 là kỹ. Trời ơi, quá thân rồi, làm đủ trò đủ kiểu hết. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Em nói chi em mắc cỡ em ơi. Bạn này Gia Hân bạn nói chứ, bởi vì bạn yêu mến cô Thu Hiền quá cho nên là bạn tập hát và giống. Em ơi, không phải ai yêu mến cô hát cũng giống được đâu em ơi. Anh nè, anh cũng yêu mến cô lắm mà anh hát có giống đâu. Lúc mạnh quá thân đó em. Chương trình phát sóng cô coi cô la quá trời. Cô Thu Hiền cũng là một trong những người mà Kim Anh rất thích. Và ngày hôm nay á, em làm cho chị thỏa cái cơn mà cơn ghiền cô á. Cái giọng quá là hay và cái luyến lưu. Luyến lấy. Luyến lấy để lưu luyến là cái giọng hát đúng trong rồi. Mình. Bởi vì chị tim cho em quá trời luôn, em thấy không? Em hát này mang cái chỗ mà sau gian tấu coi. Dòng em ngân lên răng thương nhau cho tròn. Đó, trời ơi, đó nó hay quá luôn. Tại sao không, khi mà em hát những cái câu này nè, em cũng nghe cái cách cô Thu Hiền hát á, cho nên là em hát giống như là không phải mở cái khẩu hình nó quá to. Nhưng mà bữa anh hát làm sao? Hồi đó anh hát cái bài Hoa Câu Vườn Trầu. Hoa câu rung trăng sông. Trời ơi anh ơi, em. Cái này là cô gì chứ không phải cô Thu Hiền rồi. Không hề hiền một chút nào hết. Chắc nhẹ thôi. Nhưng mà hôm nay bạn đã thể hiện giọng hát ra rất giống với cô Thu Hiền luôn. Cách hát của cô vừa bản năng và vừa tình cảm thủ thỉ. Nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng. Bạn thể hiện rất là rõ được cái thần thái của cô thông qua cái giọng hát của bạn rồi. Quá khen mà sao cho ta có bài. Cảm ơn phần cho tim rất là hào phóng từ phía ban giám khảo. Chúng ta thấy là ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh với 4 tim, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa với 4 tim và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung 4 tim. Tổng cộng bạn đạt được 12 tim. Hàng mỡ xóm cùng chẳng gió hiền, đây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa em đêm. Hãy lời một là thư duyên, câu hò lại ấm vui thêm. Nhọc nhằn càng thấy say quên, dân vui đón mùa về chào hương nguyện. Đẹp hôm nay ánh trăng thắp màu cùng đẹp người vai xanh. Trăng thanh ơi chứng cho những lời tròn đời thề ta chung tình. Yêu thương nhau góp bay ra đều đều gạo mình màu trắng. Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành. Bát cơm ấm lòng đầy người cùng sống no lành. Yêu thương nhau góp bay ra đều đều gạo mình màu trắng. Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành. Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành. Xin cảm ơn phần trình diễn đầu tiên của Bá Minh Long. Bình thường bạn sẽ hát dòng nhạc gì khi mà mình đi trình diễn bên ngoài? Dạ thì thường thường em hát dòng nhạc thính phòng cách mạng dân ca. Rất là đa năng ha. Vâng, với hình dáng thư sinh như thế này thì không biết rằng anh Đại Nghĩa. Khoan, Trang ơi Trang, đó cái giao diện này, cái giọng hát dày trầm ấm dày, rồi cái dòng nhạc bạn ấy nói là nhạc thính phòng đó, nhạc cách mạng nữa. Trang nghĩ coi bạn ấy sẽ hóa thân thành ai? Thì nghĩ giọng này có thể dễ hóa thân thành Quang Lê. Trời ơi, sai. Đúng là tâm chứa mới chưa từng trải. Quá về cái thì dễ quá từng trải. Vì sao chị lại nghĩ bạn này sẽ dễ hóa thân thành anh Quang Lê ạ? Hay là Trang quá vô tư chăng? Lát nữa là sẽ là biến hóa là gây cho bất ngờ. Dạ không? Đúng rồi, Trang ơi, hóa bất ngờ mà. Bạn ấy nói là bạn ấy hát cái dòng nhạc thính phòng. Ừ. Đúng không? Bạn ấy lên đây hát một cái dòng nhạc trữ tình quê hương cho mình nghe. Ủa? Đâu có đơn giản gì ta. Để đã đánh lừa mình gì. Đúng rồi. Trời ơi, có khi nào hóa thân thành anh Tạ Minh Tâm không trời? Đó, đó là cái điều mà tôi nghĩ đến. Trời ơi.
Một lát nữa đất nước trọn niềm vui nè. Chúng ta lấy Quang Lê với anh Tạ Minh Tâm cộng lại chia đôi sẽ ra một nhân vật rất thú vị. Quốc Đại. Quốc Đại. Vậy là ý kiến của anh là Quốc Đại hả anh? Mình nghĩ là Quốc Đại. Là Quốc Đại. Mình cũng nghĩ là bạn này, bạn ấy chủ định là hát bài này là để tung hỏa mù. Ôi, làm sao mà qua mắt được anh em. Anh ngồi ở đây là tới tập thiếu bi nhiêu rồi em biết không? Không trời qua mắt trời. Được anh nghĩa rồi. Đây, với cái dáng dốc này, cái thư sinh này, cái tóc trẻ gọn gàng này nè, đúng không? Đánh lừa tung hỏa mù chúng ta nhưng... Em thân yêu, em không thể nào qua mắt được anh. Anh đã phát hiện ra cái âm mưu khủng khiếp đen tối của em. Đó. Hai. Một ca sĩ rất quen với chúng ta, Dương Triệu Vũ. À, thấy cái gương mặt giống giống không? Này Nghĩa, dạ. Tuyết này hơi nặng đấy, Tuyết này hơi khó tin đấy. Em hát được nhạc trẻ không? Dạ, em cũng hát được nhạc trẻ luôn. À đấy. Mà nhiều khi em đi biểu diễn thì nhiều anh chị em hoặc là bà con cũng nói là bạn này sao giống anh Hoài Lâm. Đúng là nhìn giống Hoài Lâm thật đấy. Tại nãy giờ nè nha, Quốc Đại, Quang Lê, anh Tạ Minh Tâm. Tạ Minh Tâm. Rất nhiều sự lựa chọn. Không biết bạn sẽ lựa chọn ai? Hãy cùng chào đón phần biến hóa của bạn Bá Minh Long. Đời từ một thuở tích mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả chuyện lòng trao đến cho người, nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau mưa gió vì đầu, nàng đã quên mình xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau có thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đau buồn. Giống à? Thích thì cho thêm tim. Dạ. Yeah. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vừa qua những năm đầu. Năm sau mưa gió vì đầu, nàng đã quên mình xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đau.
đem tình dâng hết cho người thì nay có đau buồn. Xin cảm ơn phần biến hóa đầy bất ngờ của bạn Bá Minh Long thành ca sĩ Quang Lê. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời đây, ca sĩ Đoan Trang. Chị cười rất tươi ạ. Đoán mém đúng. Đúng rồi. Rất dễ sợ luôn. Nãy nghe cái màu giọng là biết Quang Lê liền. Em nói chị rồi, cứ nghĩ đơn giản thôi. Đó, bởi vậy á, thiệt á, tại bạn tôi okay vậy? Trời, trời, giờ thua cái đổ thừa. Tính phòng đồ. Ê, Trang ơi Trang, nghĩ không có nói thính phòng, bạn đó nói thính phòng của em đâu, cái phòng của em đâu. Tại chị không có giữ vững cái lập trường của mình. Nói chung là khi mà em bước ra em mới hát là nàng là trinh nữ, cái chữ nữ, cái chữ nguyên nữ ra nguyên cái ông Quang Lê luôn. Đặc biệt là những cái nốt mà luyến á, cái nốt luyến là hát rất giống luôn ha. Rồi thính phòng của em đâu? Chắc cất ở trong phòng hả? Dạ không, cái này em hát thính phòng được. Rồi chơi luôn. Bây giờ em hát đúng bài này theo kiểu thính phòng được không? Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ, mắt chưa vẫn vương vì ai. Nghe sợ quá. Không, nhưng mà nghe giọng thế là đúng là giọng đáng nể đấy. Mặc dù vóc dáng thì nhỏ bé, gương mặt thì thư sinh, nhưng mà thực ra là cái giọng ấy, cái âm lượng trong giọng hát của bạn ấy. Đang hát cái giọng của Quang Lê là bạn phải ém cái giọng nhiều lắm luôn đó anh. Đã nén xuống rất là nhiều rồi đó. Cho nó ra được cái màu sắc của cái giọng Quang Lê. Và cái cách hát của em nó dễ thương lắm. Nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu ha. Giọng nghe rất là dễ chịu. Và em thấy có một cái chi tiết bạn bắt chước anh Quang Lê rất giống là cái động tác đưa cái tay như thế này. Anh Quang Lê hay có động tác như thế này đấy, đúng không bạn? Bạn học anh Quang Lê đúng không? Thật ra chưa cần bạn hát giống Quang Lê thì anh Đức đã thấy có cái cảm tình với giọng hát và cả cái vóc dáng của bạn sân khấu nữa. Nó trông nó hiền lành, dễ thương và hát hay. Đấy, vì là nội lực của bạn có. Đã quyết thi là bạn hát cho nó giống, rất là giống, dù phải ém, phải nén giọng như thế nào. Đấy cũng là một điều hay. Tuy số tim chưa tuyệt đối nhưng đây vẫn là một trong những số tim rất là nhiều. Hy vọng rằng sẽ giúp cho bạn bước vào vòng trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem số tim của ban giám khảo dành cho bạn Bá Minh Long là bao nhiêu nhé. Số tim của MC biên tập Minh Đức đó chính là 4 tim. Nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa 3 tim. Ca sĩ Đoan Trang 4 tim. Tổng số tim dành cho bạn Bá Minh Long đó chính là 11 tim. Chúc mừng bạn. Mới quay lại.
vậy rất là ngọt ngào của Lâm Hỷ. Vậy thì với giọng ca ngọt ngào tình cảm và rất là nội lực như thế này, không biết rằng ban giám khảo phỏng đoán bạn ấy sẽ phù hợp để hóa thân vào người nghệ sĩ nào? Em đố anh chị đoán được em. Trời ơi, sợ chưa anh ơi? Giờ bà còn chiêu trò với tôi đó. Em đố anh chị đoán được em đi. Tiếng Huế. Bây giờ mà đoán chung. Bây giờ chị muốn em đổi qua giọng Bắc em vẫn nói được. Trời ơi. Em ơi, thế em tưởng em nói rằng cái giọng ấy chúng tôi tin rằng em là người Huế à? Thế em tưởng em nói rằng Bắc tôi tin em là người Bắc à? Đó là một cái sự tung quả mù đó Trang. Đó. Thấy không? Hiểu được chưa? Có nghĩa là nãy cô hát giọng rất là dày. Dạ. Có giọng dày đúng không? Rất dày. Không biết là cái chất thiệt của cổ là cái đó. Chính cái nội lực thì mới là cái dễ khiến chúng ta bị chạch hướng của mình. Nhưng đó. Mà thường á là cái người mà giọng nội lực rất là khó mà hát cái kiểu khác lắm. Khó hát cái kiểu bay bay đó. Còn cái khi mà hát bay bay thì người ráng đè giọng xuống thì có thể bắt chước cái giọng ngực được. Nghe cái giọng bay bay. Bạn này á thì nghĩa chị chặt chưa? Chị ráng là chặt chưa? Chết rồi, hơn 20 năm trong nghề, bây giờ tự nhiên tôi bị hoang mang nha vì câu hỏi đó đó. Quá trời quá đất nói giọng Huế rồi giọng Bắc tung quả mù với chúng tôi nữa. Nếu chỉ nghe cái giọng bằng này không thôi nha, thì anh hình dung tới Uyên Linh. Đã y chang. Vậy là anh cũng nghĩ Uyên Linh đúng không? Dạ. Thậm chí là bạn đang tung những cái gợi ý để mọi người hướng mọi người sang Uyên Linh. Dạ yeah, đó. Ngồi lại nhấm trên. Nhưng mà biết đâu bây giờ đang có một cái trend là bắt chước một đàn chị của Uyên Linh, Hà Trần. Hà Trần. Còn với cái cách mà bạn ấy thể hiện bài hát thì anh lại thấy giống ai biết không? Giống Bùi Lan Hương. Tức là sao? Cái mặt hát rất lạnh, hát gần như không mở khẩu hình luôn á. Có khi nào bà giả giọng Vân Khánh không trời? Giọng em dày một giọng chị Mỹ Lệ không? Em bật mí một cái ní nhỏ xíu cho ban giám khảo nhá. Là em chọn cái bài Sờ Yếu này cũng không phải sờ trương của em. Có khi nào cổ hát dân ca miền Trung không trời? Trang em cũng nghi lắm. Quá dữ. Trang thì trong đó một đó là coi chừng cổ hát dân ca miền Trung. Đấy, thì để có một tấm gương sáng ngời Vân Khánh đấy. Vân Khánh là hát dân ca nhưng mà giọng rất là dày. Còn hai là cái chất là kiểu như cũng là giọng dày dày kiểu Ngọc Anh rồi đó. Mình cho một cái tên bất ngờ để chị giống như lúc nãy vậy đó. Chị nghĩ Ngọc Anh. Còn anh đại nghĩa hả? Anh nghĩ là Uyên Linh. Ca sĩ Uyên Linh. Mời anh Minh Đức. Đúng, Hà Trần. Rồi, Hà Trần. Rất là khó đoán ở bạn Lâm Hỷ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đón màn hóa thân đầy ngoan mục của bạn Lâm Hỷ. Mời bạn.
một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, và ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì dầm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ, chờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh. Vì không biết yêu anh quá dại thêm. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng. Rồi ngày tình ra đi thật xa, và ngày con tim đã nhận ra, nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên. Vì dầm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ, chờ một ngày anh sẽ lại đến và em sẽ không để lần nữa mất anh. Vì không biết yêu anh quá dại thêm. Quả là một phần biến hóa đầy bất ngờ của bạn Lâm Hỷ. Hình như là không ai nghĩ tới cái tên Lương Bích Hữu sẽ xuất hiện với giọng ca này, phải không hả chị Đoan Trang? Không thể ngờ luôn. Cho nên là phải hỏi lại chị Trang là chị có chắc không? Chị có chắc không? Trời ơi, thiệt luôn á. Chị cũng hoang mang luôn á. Khi mà em ra xuất hiện, cái tự nhiên cái hát có mấy câu đầu là ra Lương Bích Hữu, cái tự nhiên cái thấy quê dễ sợ luôn. Không có đoán ra, phải không? Chữ điều là cái tông hơi thấp hả Cưng? Dạ em hạ tông để hát đỡ mệt. Tại vì hát Lương Bích Hữu phải hát lên mũi. Đúng mà rồi. Em thì em lại hát cổ nhiều hơn. Đúng, thành ra mình đúng. Hát mũi thì đó, mình hạ tông xuống cho nó dễ. Mà mấy nốt cao nó bắn liên tục, nó treo nhiều. Cho nên là hay á. Bởi vì cho nên lúc đầu chị nghe thấp hơi tù bài. Nhưng mà gần khúc cuối là chị thấy bé này hay. Hay cái hay thứ nhất là phải giả một cái giọng khác hẳn luôn. Khác hẳn. Cái hay thứ hai là đánh đố ban giám khảo, làm cho ban giám khảo lật kèo luôn. Ai ngờ được trời. Hồi nãy ra cái giọng dày trầm nội lực vậy đó, xong bây giờ hát giọng mũi không? Lên chiều muốn hát giọng mũi. Ôi sao nhanh? Thế nói giọng mũi á. Mà để hát được cái giọng đó nó khó lắm. Cảm giác lúc nào cũng như bị nghẹt mũi, ai bóp mũi mà cười. Đúng rồi, bị cảm thì mới hát được cái giọng đó. Lúc nào cũng có cảm giác giống như bị kẹp. Mà bây giờ hát nguyên bài hát gì luôn sao chịu nổi. Trời ơi, tôi nghe hết hồn luôn. Trời ơi trời, anh nghe anh bị trời, anh vừa mắc cười mà anh vừa bất ngờ, sao mà con bé nó có thể đánh lừa mình đến như vậy, hay thiệt. Để em hát thử bài Sợ Yêu mà giọng Lương Bích Hữu cho quý vị ban giám khảo nghe. Wow. Sợ lắm khi yêu một anh quá nhiều, mình chẳng nhận ra những điều mà đôi khi con tim quá yêu nên làm mơ đi lý trí. Hát Sợ Yêu cái bài đó thì người ta sợ em cũng phải thôi. Anh Nghĩa ơi, bất ngờ như vậy mà em thấy có ba tim mà. Đấy, thì bây giờ anh định nói nè. Bởi vì chương trình của chúng ta là cái yếu tố bất ngờ, biến hóa bất ngờ mà. Ngoài cái chuyện biến hóa ra thì cái điều mà các bạn làm cho chúng tôi cảm thấy bất ngờ, nó cũng là một trong những cái điểm cộng để cho chúng tôi thả tim thêm cho các bạn. Và với cái cô bé này, cái tính giải trí rất là cao. Cho nên là anh không ngại gì khi dành thêm cho em một tim nữa. Có thể là coi em là một chiến lược gia của chính mình đấy. Em có hẳn một cái chiến lược để chọn một cái giọng mà ít bị cạnh tranh. Do là cái nội lực trong giọng em rất là tốt, em gần như làm chủ được nó, em muốn hát thế nào cũng được. Và em chọn ở đây là chọn giọng Lương Bích Hữu để đấu. Cho nên là tôi nghĩ là em còn có thể hát được cả những giọng khác đấy. Trời, bây giờ mới nhận ra nè. Thì ra nó cũng có một cái sợi dây liên kết anh ơi. Hữu Hỷ. Ở ngoài người ta gọi em là Lương Bích Hỷ. Lương Bích Hỷ. Có luôn hả bạn? Tại vì hát giống quá đúng không? Wow, thêm một bất ngờ nữa từ phía anh Minh Đức dành cho bạn. Thêm một tim nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem số tim mà bạn Lâm Hỷ đã đạt được là bao nhiêu nhé. MC biên tập Minh Đức 4 tim, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa 4 tim, ca sĩ Đoan Trang 4 tim. Tổng cộng bạn Lâm Hỷ đạt được 12 tim. Chúc mừng bạn.
chưa vuốt mần về giữa mưa trời. Có em gái nhỏ tựa đóa hoa sen, hồn nhiên ca hát hoa tiên mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian. Nhớ nhung bỗng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng giống trời, tình yêu cao vút tự gió bên trong, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chắc cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút yêu xa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút đê mê, nhớ nhung phù du chập cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sa, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo. Thưa quý vị, đó là Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn Vũ Công, Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Khi bạn cất giọng hát lên những câu đầu tiên rất là giống, nhưng mà vào cái đoạn điệp khúc thì bắt đầu nó hơi thay đổi một tí xíu về âm sắc. Tự nhiên nó có chất giọng của bạn ở trong đó nhiều hơn. Bài này âm vực cũng hơi cao nên tôi nói rồi, những khi nào mà âm vực quá cao thì cái độ kiểm soát của mình để hát giống một ca sĩ thần tượng nó sẽ khó hơn. Bạn hát giống anh Quang Dũng ở những quãng trầm nhiều hơn là những quãng cao. Tại vì nếu như bạn hát giống anh Quang Dũng nhiều hơn thì bạn phải đẩy cái âm thanh nó hơi lên mũi một tí, thì nó ngộp ngộp lại một tí nữa thì nó mới giống nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là anh Quang Dũng anh có một cái đặc biệt hơn, rất là lạ hơn người ta, là mặc dù anh hát bằng mũi, giọng mũi nhiều, nhưng mà khi hát thì cái âm thanh nó lại vang, nghe rất là dày. Nhưng mà còn âm thanh của bạn thì nó để đóng vào trong, nó nằm ở trong người bạn nhiều hơn, nó không có ra, nó thoát ra nhiều. Là nãy giờ Thành đang nói về màu giọng, còn nếu mà nói về phong cách hay là tình cảm hay là cái cách bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn giống nhé. Chất giọng của em, cái âm của em, những khi em ngã những có một vài chữ rất là giống, chẳng hạn như câu ao, chữ phai cũng rất là đẹp. Duy chưa có điều giống như chị có cảm nhận giống như Thành. Có nghĩa là Dũng hát thì nghe nó như thế, nhưng cái độ dày trong cái giọng nó sẽ có. Đôi khi em hát cái hơi nhiều, em cũng hát theo cách của Dũng, nhưng lại bị nuốt vào trong hơi nhiều, cho nên nó gọi, người ta dùng từ là nó bị tù, cái giọng mình nó tù, nó không vang ra ngoài. Thì cái đó là mình sẽ khắc phục lại nếu em được vào vòng trong. Chứ em, chị thấy chị thích cái phong thái của em nhất. Cho chị bổ sung thêm vạch mặt anh Quang Dũng chút xíu. Xin lỗi anh Quang Dũng điều đó. Tại vì chị hát với anh Quang Dũng cũng khá nhiều. Quang Dũng hát cái miệng hơi mím mím, mím. Cười mím chi đó mà. Tay... Đúng rồi. Còn đó một chút... Đúng rồi, đúng rồi, là tay nó phải, nó hơi đó một chút... có cái sự móc vô đó cưng. Cái tay nó cứ như vậy nè. Và có cái xu hướng á là chồm người ra phía trước. Đúng rồi. Trời ơi. Là cái tay để chồm người ra phía trước. Sao bình thường tôi nhớ Quang Dũng của tôi anh sang lắm mà ta. Tôi nhìn nghe qua. Tự tưởng sẽ qua hai người này cái gì móc. Móc chồm. Rồi cái gì dày dày. Thấy anh Quang Dũng mà anh bị gì. Đó là cách chúng tôi diễn tả. Chúng tôi đang diễn tả anh Quang Dũng một cách rất mỹ miều, chỉ có hai MC thể hiện lại rất khuyết tật thôi. Dạ, khi mỗi lần mà đứng mà chờ nhạc á, cái mặt của Dũng như nè, nhìn mặt kiêu hãnh đó không chị? Kiêu hãnh đó. Nhạc chưa đi, nhạc chưa đi rồi hát, tôi hát cho nghe. Đúng rồi đó. Cái kiểu này nè, tán nhạc cho mặt tôi đi nè.
tán nhạc vô mặt tôi đi rồi tôi hát tôi nghe đó. Ừ, đó thật ra đây nãy giờ nói đùa thôi chứ thật ra những người như là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng cho nên những cái chi tiết đó nó thuộc về cái sự tinh tế, cái sự quan sát hát với nhau nhiều mới phát hiện ra được những cái điều đó và các vị giám khảo đã chia sẻ lại với em. Hy vọng rằng ở những vòng sau mình sẽ tiếp thu những cái điều này để mình làm cái phần thi của mình tốt nhất nha. Chúc mừng Tuấn Nguyễn. Em ráng pose dáng đoạn cuối một xíu cho nó deep mà kiểu em không deep được luôn anh. Tại vì tại em sao?
Dạ em hạnh phúc anh. Anh thấy tôi nhận thấy được điều đó mà. Dạ xứng đôi quá trời luôn. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho người chơi tỏa sáng. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Duyên Quỳnh. Xin chào bạn. Em xin chào anh MC, chào tất cả quý vị khách mời cũng như là tất cả quý vị khán giả. Mình là Thịnh Leon. Công việc lúc trước của mình là một diễn viên với nghệ danh là Hoàng Thịnh. Và bây giờ mình đang chuyển hướng trở thành một singer với nghệ danh là Thịnh Leon. Duyên Quỳnh cảm thấy như thế nào khi song ca với Thịnh? Dạ em cảm thấy hợp ạ. Hợp như thế nào? Dạ hợp và hay, cảm giác như là hai trái tim cùng nhịp đập anh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh thấy hay quá, hai người song ca với nhau như là đã từng tập luyện với nhau rồi, rất là tình cảm. Và chưa bao giờ tôi thấy tên của ca khúc này nó phi lý đến mức đúng như vậy. Chỉ là không cùng nhau nhưng mà cô gái lúc nào cũng muốn cùng. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Trước đó thì anh sẽ nhận xét một chút xíu thôi là đúng là đây là một cặp vừa xứng đôi vừa lứa nè. Và giọng ca cũng rất là quyện với nhau. Còn cái vấn đề mà bạn nữ hiện tại bạn đang có những cái cách diễn xuất như vậy cũng bình thường mà chung. Không phải diễn xuất đâu, cái đó là thật đó. Thì đó, đó là thật luôn đó. Đó là miệng người ta thì người ta đang nói là không muốn cùng nhau nhưng mà thực ra trong cái tâm trí người ta là như vậy, thấy rất là hợp lý. Dạ nó mới có sự dây dứt trong bài hát, nó mới được thể hiện. Nhưng mà có cảm giác như là hai bạn đâu đó trong quá khứ đã từng vô tình chạm mặt nhau ở một cái chương trình ví dụ như đi hát với nhau chẳng hạn. Có không nè? Dạ chưa bao giờ. Tại vì không lý nào mà cảm giác như là rất là xa duyên với đó, nhau gọi là duyên. Yeah. Anh ơi, cái sự connect nó bắt đầu từ cái nắm tay đầu tiên rồi anh. Dạ đó, nó nối từ đó rồi. Dạ dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Thịnh hát hôm nay rất là hay. Và Duyên Quỳnh thì hôm nay không chỉ hát mà còn đi bè cho Thịnh nữa. Và cảm thấy rằng hai bạn như kiểu đang là hòa quyện với nhau. Từ trái tim cho đến giọng hát đến ngoại hình rất là đẹp. Cảm ơn anh Quang Hà và các khách mời. Và bây giờ anh có một thắc mắc, đó chính là trong 8 bài hát mà em phải tập á, thì ca khúc vừa rồi là em dành thời gian nhiều nhất chưa, hay là có bài nào khó hơn với em không? Ca khúc mà em tâm đắc nhất đó là ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi. Vị Ngọt Đôi Môi, không biết là của khách mời nào mang đến ạ? It's me. Wow. Có thể hát một câu tặng cho anh Quang Hà được không nào? Khi thời gian như đứng yên lại, quá ngày dài ôi chiếc hôn đầu, và giữa hơi thở đêm anh ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Dạ vâng. Cảm ơn Thịnh Leo rất nhiều. Điều này làm em đau hơn cả tái thương.
phải khóc hay cười những khi nhớ em. Rồi lo lắng, rồi lo lắng, còn không nếu em thiếu ai. Ngủ ngoan nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm le vào đôi mắt tròn. Vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi. Đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng. Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua. Dù điều này làm anh đau Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà quý vị khán giả sẽ chỉ dựa vào tiếng hát và phần trình diễn của người chơi. Chị Nguyễn Hải Yến chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây bắt đầu. Quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh. Xin chào chị Yến. Em là Châu Ngọc Hiếu và xin chào các anh chị khách mời ạ. Và chào tất cả quý vị. Dạ, hiện tại em là ca sĩ tự do và em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin cảm ơn. Không biết cảm xúc của chị Hải Yến như thế nào? Không biết là Hiếu đã đi hát lâu chưa nhỉ? Dạ em đi hát năm nay là tròn 10 năm. Như cá nhân của Hải Yến thì lần đầu tiên để đứng trên sân khấu là cách đây 15 năm trước. Và đến giờ phút này thì vẫn là một Nguyễn Hải Yến và vẫn là một Hải Yến như ngày xưa. Không có điều gì làm thay đổi cái điều đó cả. Bởi vì sao? Cái tình yêu âm nhạc ở trong mình rất là lớn. Và cái điều đó thì Yến nhìn thấy ở bạn ngày hôm nay. Cái tình cảm, cái tình yêu mình dành cho âm nhạc, mình đong đầy trong cái cảm xúc của mình, trong cái bài hát của mình. Và một cái điều nữa là gì? Là bạn ấy rất là biết dìu dắt, tức là biết gọi là giao lưu với cả nghệ sĩ, ca sĩ này. Biết làm cách nào để cho Hải Yến có thể cảm thấy rằng là gần gũi với bạn hơn, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Và Yến hy vọng là quý vị khán giả cũng cảm nhận được điều đấy để bình chọn cho bạn trong ngày hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến rất nhiều. Cho Khanh hỏi Hiếu là đây có phải là bài hát mà bạn đầu tư nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em hát mỗi bài khúc được không? Thôi bây giờ nếu như được lựa một bài. À, thì bạn sẽ thử em thấy một có câu một cho bài này chắc là sẽ rất là hợp với anh Vũ. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim mong người vô giấc bao đêm. Tim hoài cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương úa màu. Anh Vũ có công nhận không? Nhiều khi đây mới chính là liều thuốc cho trái tim của anh đấy. Chúng ta đã từng diễn chung sân khấu rất là nhiều. Và ở bất kỳ lúc nào Vũ gặp bạn Hiếu cũng trong cái trạng thái là luôn luôn sẵn sàng để cháy hết mình ở trên sân khấu. Hôm nay ca khúc mà Hiếu hát với lại chị á là chưa hết đầy đủ khả năng của Hiếu đâu, Hiếu còn có khả năng nhảy hát và vũ đạo nữa cả. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Cảm ơn anh Vũ. Thế còn Đại Nghĩa anh nghĩ gì ạ? Hát cùng với Yến đâu phải là chuyện đơn giản. Trời ơi, Yến hát cái giọng nội lực mà hay như thế, mà khi em hát cùng với Yến không có cảm giác khập khiễng khi hai giọng hát này hòa với nhau. Cảm ơn hai em.
Nghĩa ơi. Hết hồn dạ. Dạ không, Tuấn Nghĩa ơi. Nghĩa ơi dạ. Giới thiệu với mọi người, Châu Ngọc Hiếu là người bạn thân nhất của Tuấn Nghĩa kể từ khi mà Tuấn Nghĩa đi từ ngoài Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp. Thì những cái ngày tháng đầu tiên mà Tuấn Nghĩa vào trong này thì chưa có xe, cũng chưa có một chỗ ở cố định. Thì kể cả đường xá cũng không biết gì hết. Thì Hiếu là cái người bạn mà ngày nào cũng sang đón và dẫn đi giới thiệu cho người này, giới thiệu cho người nọ. Để có Tuấn Nghĩa ngày hôm nay thì cái phần của Hiếu cũng không nhỏ. Yeah. Một tràng vỗ tay. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời cũng như là tình cảm của quý vị khán giả tại đây đã dành cho Châu Ngọc Hiếu, và Khanh hy vọng rằng phần trăm bình chọn của bạn cũng sẽ cao. Cầu xin em, anh đang rất đau, đừng làm mắt anh vương vấn thêm sâu. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Em ơi em ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Sinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác sơ, bông hoa lùi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Mang mây trôi trên bầu trời rồi một mình trôi.
đã xác sơ, bông hoa rồi tàn, thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Và anh ơi anh ơi anh đừng đi. Anh ơi nên dừng lại, để thấy đôi chân đang mỏi mệt vì chạy phía sau em tranh trong cuộc đời mà anh đâu hay. Lấp lánh những ánh đèn đường, họ cùng một chút mưa giông đang kéo về, thật nhiều đau. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Hoàng Bách. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, em xin được chào bốn vị khách mời, anh MC, các bạn khán giả trường quay và tất cả khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Em tên là Giang Thùy Linh, em đang là ca sĩ tự do và em rất vui khi hôm nay được tham gia chương trình này và rất là vui khi được song ca với anh Hoàng Bách ạ. Xin chào Giang Thùy Linh, một cô gái rất là cá tính và tràn đầy năng lượng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái người cuối cùng thì lại có một cái phong cách mà bản thân mình bất ngờ nhưng mà rất là thích. Dạ, rất là thích cái cách lúc em bước xuống, ngay từ lúc em bước xuống thì anh biết là rồi mình sẽ có một phần trình diễn tốt, phần trình diễn hay. Và cuối cùng là chắc là mọi người cũng yêu thích phần trình diễn của em. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách rất nhiều. Bây giờ bạn sẽ nghe anh Kim Tử Long chia sẻ. Ba đứa tụi tôi chia sẻ một lượt được không? Dạ được ạ, xin mời. 1, 2, 3. Quá tuyệt vời. Sáng tư anh thì không, anh thì không. Bao
trọn đời anh cũng như đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù anh thế nào, vạn lần em vẫn thứ tha cho người. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ, và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca trữ tình, nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất được mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em, hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em, bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại, cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng, bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cũng như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động. Yeah.
ngày xưa biển xanh không như bây giờ, biển là hoang vắng. Lời tôi nhọc lên, tiếng gió thêm cao, biển chân nỗi đau. Tình anh quá lớn, sóng cũng vỡ tan. Lời tôi đánh mất, giấc mơ không còn. Biển xưa đã cạn, vắng anh trên đời. Biển thầm than khóc ngàn lần với tôi, cùng tôi biển chết, cùng em biển tan. Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Có người hẹn tôi tới phương trời, biển xưa là màn song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1-9-1-10. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng
rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao và em muốn lấn ướt ai là em chuyển show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em. Bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một bản song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Trung 10 năm trước á, thì Trung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Trung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Huy. Nếu mà anh Huy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt. Bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Mười 2% và 48%. Xin soát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Yeah. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu. Bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca chống ạ. Bạn có giải thưởng 10 triệu đồng. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Thank you.
một lối đi buồn riêng vai chung bước nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sầu, quên đi cuộc đời duyên ta không thắm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn với cô gái này. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình nhé. Em tên là Hoài Thương ạ. Em đến từ thành phố Huế và hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Hoài Thương xin gửi lời chào và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị trong ban khách mời, cũng toàn thể quý vị trong trường quay, cũng như quý vị đang xem truyền hình. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin chào Hoài Thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Trước tiên thì anh chúc mừng em đã hoàn thành cái bài hát vừa rồi. Theo anh thôi nha, anh nghĩ là em bị hồi hộp quá khi mà hát chung với lại một cái giọng hát vô cùng điêu luyện của chị Vân Khánh. Nhưng mà sau đó bắt đầu em bắt nhịp lại được. Bắt đầu em xuống đây và chị Vân Khánh chỉ đưa tay, chỉ dịu em rồi. Hai người giao lưu rồi đi qua đi lại rồi nhìn cười. Bắt đầu em có cái sự thoải mái hơn và em ca bắt đầu nó chín hơn, ngọt ngào hơn. Đối với anh và khi mà em biểu diễn với Khánh ở tiết mục này thì anh thấy nó tròn bài. Đôi khi mình còn phải dò để mà mình bắt đúng tần số, mà bắt đúng tần số của Vân Khánh thì hơi bị lâu xíu. Nên nhưng mà em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại ạ. Dạ, Hoa Thương xin cảm ơn những lời chia sẻ của cả anh chị ạ. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh, hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa anh, hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thành. Thank you.
tôi với tôi lại ngồi xót xa mối duyên tình xưa. Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi anh, vì sao anh nỡ cất bước ra đi. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình từng như đã nhòa. Nhưng trong lòng em vẫn thầm mong có anh. Người yêu ơi, xin anh hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thành. Bao ngày qua khi bóng anh dần xa, ân tình từng như đã nhòa. Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có anh. Xin em hãy trở về. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu mình em. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xa. Cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi, dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi, dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi, dẫu biết rằng anh đã xa lìa tôi. Hãy nói là cuộc đời này anh chỉ yêu. Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn say. Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh, dẫu biết tình ta đã không thay. Hãy nói là cuộc đời này anh vẫn luôn cần em, dẫu biết tình ta đã không thay. Và quý vị khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Em sẽ không như chị Yến vận động vote đâu. Nhưng mà mọi người hãy vote cho bạn ấy ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh MC Bạch Công Khanh, lâu quá không gặp anh. Dạ, và cũng gửi lời chào đến tất cả, đến 4 vị khách mời ngày hôm nay. Và chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Yến Nhi. Chúc mừng Yến Nhi, với riêng cảm nhận của anh thì ngày hôm nay em rất tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày hôm nay với cái cách mà bạn Nhi, bạn ấy đang làm trong cái bài hát này ấy, thì với cá nhân của Yến, đây là lần đầu tiên đến gặp Nhi và cũng là lần đầu tiên đến nghe Nhi hát, thì Yến thấy là nó vừa đủ. Đấy là cá nhân Hải Yến nha. Cái điều này á, điều này là cùng chung suy nghĩ với lại Yến nha. Đúng không anh? Đó, bắt tay. Bây giờ cho Khanh hỏi Yến Nhi nè, bây giờ trong 8 bài hát mà bạn tập trong chương trình ngày hôm nay á, bạn mong muốn sẽ được hát ca khúc nào nhất? Dạ, cái bài hát rất là hit trong thời gian vừa rồi mà có thể sẽ được hát với anh Thiên nữa. Ồ. Xem như em chẳng may ạ. Thế thì bây giờ bạn hãy gửi tặng cho chúng tôi một câu trong ca khúc này nhé. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Xin mời. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thôi khi đàn bàn tay, yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân cây. Xem như em chẳng may, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gương cười khi biết em là người giữa hai người. Còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa? Em không muốn nghe
Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã dành những lời khen cho Phan Yến Nhi. Và Khanh tin chắc rằng tiết mục đó cũng đã chạm đến trái tim của tất cả quý vị khán giả tại đây. Bắt đầu. Thôi chọn số 5 đi. Thôi chọn số 3 đi. Anh vẫn còn thời gian để suy nghĩ. Số 7 cũng được, số 7 dáng cũng đẹp. Nhưng mà hơi rủ tay xuống quá. Nhấn nút đi à. Số 8. Vẫn cương quyết chọn số 8 nữa. Anh Nguyễn Đình Vũ đã lựa chọn số 8. Và bây giờ là 4 chữ lắm. Với ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và người chơi trong căn phòng số 8. Chờ đợi anh. Na 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 na
na na na na na na na. Quá trời rồi. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay ạ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Nguyễn Đình Vũ. 10 giây của quý vị bắt đầu. Hãy bình chọn về cặp chân mày này. Không phải đơn giản mà tìm được một cặp chân mày tâm đầu ý hợp như vậy. Một cặp chân mày thiệt chứ không phải là vẽ và tô đậm lên đâu. Bình chọn đi. Tiếng hát ok lắm. Tôi muốn phải được bình chọn nhiều hơn Út Mén hồi nãy. Bình chọn giùm tôi. Hết giờ. Trời ơi. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Lẽ ra người ta bình chọn nhiều lắm đó. Mà bị gì cứ nói về cặp chân mày. Người ta lo người ta tập trung dòm cặp quên chân mày luôn. Người ta quên bám. Em trai áo trắng ơi, nếu như một lát nữa mà cái phần bình chọn em không nhiều thì em đừng trách khán giả. Đâu. Em hát rất là tốt rồi. Em hãy trách là trách hờn cái con người áo đen kế bên em đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em xin được chào các nghệ sĩ khách mời cùng tất cả mọi người có trong phim trường ngày hôm nay và quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Võ Duy Thành. Xin chào Võ Duy Thành, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang tới cho chúng tôi một cái tiết mục rất là thú vị vừa rồi. Anh cảm thấy như thế nào với sự lựa chọn của mình? Là không sai khi mà cái cánh cổng số 8 vừa sập xuống một cái pạc là anh thấy bạn xuất hiện là coi như là ngoại hình là ăn 8 điểm rồi. Sau đó bạn bước ta từng bước đi của bạn rất oai vệ, rất nhẹ nhàng xuống đó rồi, ăn được 9 điểm rồi. Vừa bước xuống cất giọng hát cái trong lòng anh đã chọn bạn cho bạn 10 điểm rồi. Lần đầu tiên song ca cùng với một bạn mà không tập dợt gì để cho được một cái tiết mục. Quý vị, hy vọng là quý vị sẽ yêu thích và tiết mục này em mong lên trending thôi. Cảm ơn Nguyễn Đình Vũ rất nhiều. Sau khi mà Thành bắt đầu quen được với cái nhịp của Vũ rồi, quen được với cái không khí ở đây rồi, thì Thành bắt đầu bắt kịp. Đó là sau đó hai anh em cháy nha. Clip rất rõ ràng là thấy Thành rất là tự tin. Vũ lên sân khấu lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng dồi dào hết trơn á. Nó truyền xuống khán giả và mỗi lần bạn Vũ đứng lên sân khấu là khán giả ở dưới lúc nào cũng là nhún nhảy và theo cái ca khúc của bạn. Hai người hát với nhau á, càng về sau á càng rất là ăn ý. Và đặc biệt là Vũ á, như là càng về sau Vũ đẩy cho bạn á, đẩy cảm xúc cũng như để cho bạn được tỏa sáng á. Chị thấy em là đã bản lĩnh rồi đó. Với một người mà quậy sân khấu như vậy, quậy luôn ca sĩ hát, thì em đã lấy được tinh thần và em hát vậy. Và cái điều chị thấy là hôm nay có sự tình cờ phải không? Hát Bạch Công Tử phải không? Ý anh tính nói luôn á. Một người trắng thì mặc ở trong màu đen, một người màu đen thì mặc trong màu trắng ra. Mà với lại cái gương mặt của em, vóc dáng của em ra rất là nghệ sĩ luôn. Chúc mừng em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của các nghệ sĩ ạ. Hey.
dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây một thu lá rơi đầy tiễn bao anh cà phê tí tách rời từng ngày trông theo dáng nghe. Quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching chút xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lấp linh như này mà sao không bừng được ta? Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á, là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ chứ không phải là một mình Duy.
sẵn và duyên dáng quá. Quy trao ngắm thơ lừa là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu.
cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Thanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm. Tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát ha dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Đúng rồi, chia sẻ của chị Vân Khánh nào. Thực ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lấy, cách ngân cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đích cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dân Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ và cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó, và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng, em đẹp như một công chúa, em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh, là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay. Đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay. Cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em. Hôm nay với chị, giọng của em là tuyệt vời. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Dẫn gương mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Và
Anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chờ, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu khuôn mặt trên vai anh khóc òa, những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Xuân cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu khuôn mặt trên vai anh những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho người. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Vũ xin được gửi lời chào tới bốn quý vị khách mời, tất cả quý vị khán giả trong trường quay, lãnh đạo Bạch Công Khanh, cũng như tất cả quý vị đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Xin chào anh Ngọc Vũ. Có lẽ là một lời chào đặc biệt tới anh Hồ Trung Dũng. Bởi vì là chắc là anh không còn nhớ đâu, cách đây khoảng chừng 10 năm rồi là Ngọc Vũ đã từng được song ca với anh một lần, ngày 31 tháng Giêng năm 2013. Ồ, nhớ ngày luôn. Dạ. Hay vậy? Bây giờ đố thử đi anh Vũ, anh Dũng nhớ được anh chương Dũng trình đó là gì không? Cái sự kiện gì xảy ra ngày hôm đó vậy em? Ở đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đấy anh Dũng là khách mời tới tham dự chương trình tại bệnh viện. Và Ngọc Vũ được chọn để hát chung với anh Dũng ca khúc Đêm Nằm Mơ Phố. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà được song ca với anh Dũng. Cũng như là từ cái lần đó đã tiếp thêm rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê trên con đường ca hát của Ngọc Vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh Dũng. Hy vọng là lần sau mình hát chung không phải 10 năm nữa. 10 năm hát chung nhau một lần là bị hiếm. Ủa Vũ ơi, Vũ à, cho chị hỏi là em đến Bệnh viện Tai Mũi Họng và với cái tư cách trong hôm đó là sao? Dạ, xin được chia sẻ là Ngọc Vũ hiện tại đang là bác sĩ gây mê ở khoa phẫu thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chị nghĩ là chỗ nhìn em giống như chị tưởng tượng đến Trả Nợ Tình Xa, nghĩ đến rêu phong đồ này nọ, những quằn quại rốt, mà hôm nay em hát chân tình. Có một cái điều mà chị khen ở đây á, là em á, khi mà em hát với anh Dũng á, em rất là biết cách, là có nghĩa là cả hai cùng nương tựa vào nhau, biết khi nào mình phải hát và khi nào mình phải nương qua lại, bè qua lại. Và hôm nay anh nghĩ sẽ là một cái kỷ niệm đẹp, một cái kỷ niệm rất đẹp nữa của hai anh em, bởi sự kết hợp với nhau ở ca khúc này. Và em phải thật sự em phải cảm ơn Hồ Trung Dũng rất là nhiều, bởi vì anh Dũng đã nép lại một xíu và cái cách xử lý bài của anh Dũng cực kỳ hay, và em phải cần học hỏi thêm về cái đó, để chính cái sự mà xử lý bài của anh Dũng đã giúp cho cái ca khúc Chân Tình này nó có một cái điểm nhấn về nhẹ nhàng, về cái cảm xúc nhiều hơn. Bên cạnh em là một cái năng lượng cực kỳ dữ dội ở ca khúc này. Dạ. Chúc mừng hai anh em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ.
với ngày che đi lượng quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi nơi chân chân cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Của quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của một người đàn ông rất ấn tượng. 10 giây của quý vị bắt đầu.
Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Dạ, lời đầu tiên cho Ê Giang xin gửi lời chào đến các anh em nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả tại trường quay và cũng như là trên TV, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh có biết là những cái cơn sóng ngầm trước khi nó đến thì nó như thế nào không anh? Trời yên, biển lặng, đấy chính là anh ở những cái câu đầu tiên. Sau đó thì nó mới là những cái cơn sóng rất lớn luôn, sóng như một cái cơn bão ngầm của biển ấy. Thì anh đúng như thế trong cái bài hát này luôn. Em nói mà em còn sởn da gà bởi vì em chọn đúng từ quá, em nói thật luôn, em tả đúng cái từ quá. Và ngày hôm nay nha, anh có thêm một cái người rất yêu mến giọng hát của anh, đấy chính là em. Tuấn Nghĩa đã giúp anh chở câu chuyện đoạn đầu. Sau đó anh ra thì lại là mở ra một cái trang mới, một cái sự mềm mại khác với Nghĩa. Thì thấy được cái trong đây nó có sự đa dạng trong cái bài hát này. Một giọng hát đã xuất phát từ đúng cái nơi mà giọng bài hát đã ra đời. Còn một giọng hát là cũng rất là khỏe khoắn. Thì hai cái màu sắc đấy hòa hợp vào với nhau rất là ăn ý. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng anh Minh Luân cũng có cùng quan điểm với anh Quốc Thiên và chị Hải Yến đúng không ạ? Phải khen là cái đoạn phối bè nữa, hai anh phối bè rất hay. Em Minh Luân xin đứng lên để chào anh, một cái sự chào trân trọng. Trời ơi, cái rất tuyệt vời. Một cái điều mà tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta một khi đứng sân khấu, đương nhiên là mình sẽ làm tốt cái vai trò của mình, nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học hỏi ở anh rất là nhiều. Chồng son đã nuôi lòng ước mong, thương vợ chồng ta cùng tắt biển đông. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Thank you.
giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ con chào chú. Dạ chú con hát nha. Đó kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao ạ? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn chị Khánh Ngọc ạ. Thế còn Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong 3 tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên. Nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em, nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu. Và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng cũng như là các khách mời còn lại.
biết bao lần anh đã tự hỏi giờ người đâu đó có còn khôn khó, có còn yêu em nồng nàn như thuở xưa, giờ người đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về em dù là trong phút giây. Vì anh mất đi lòng đã không suy nghĩ, để em bước đi trách nhau được gì. Vì anh mất đi lòng đã không suy nghĩ, vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thực sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay em đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết rồi. Nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này. Bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok, mình có nhiều cảm xúc dạt dào. Nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Ừ. Cố tình lùi về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voice của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại, cái giọng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và Tùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay dở gì, em phải là em cơ đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình.